xin chào tất cả anh em đã quay lại với cái FB Shop ngày hôm nay. Ngày hôm nay rất vui mừng khi được gặp lại anh em. Hôm nay là một ngày thời tiết khá đẹp, mát mẻ, dễ chịu. Hôm nay chúng ta sẽ đi làm những thứ hay ho, khác biệt một chút. Chúng tôi thì thường thường sẽ đem đến những clip review với anh em, những chấm điểm, đánh giá. Nhưng hôm nay thì chúng ta sẽ đi làm một clip mà cũng thường xuyên làm thôi, nhưng mà lâu rồi chưa làm. Chúng ta sẽ đi so sánh các sản phẩm vợt với nhau. Hôm nay thì chúng ta sẽ so sánh hai cái vợt tới từ các thương hiệu hàng đầu của cầu lông. Chúng ta có thương hiệu Lining là một sản phẩm Xbox 100. Cây vợt này thì quá nổi tiếng trong lòng các bạn rồi. Và tiếp tới là một tân binh tới từ vị trí của Victor. Đó là cây Thruster F Ultra 2024. Một cây vợt mà tôi nghĩ là rất nhiều anh em sẽ thích. Đầu tiên chúng ta luôn luôn tới với hình thức của hai sản phẩm vợt. Chúng ta có thể nhìn nhận được ngay hình thức của hai sản phẩm vợt này. Hai sản phẩm đều sở hữu cho mình nước sơn lì, màu sắc chủ đạo của Xbox 100 tới từ Lining là màu đen pha với cả vàng đồng. Còn màu sắc chủ đạo của anh TKF Ultra 2024 cũng là màu đen nhưng mà pha với một màu đồng thì nó hơi hồng hơn một chút. Hơi hồng nghĩa là màu vàng hồng. Đấy, màu hồng hồng một tí. Anh em nào mà hay đeo đồng hồ mà có đồng hồ màu vàng hồng thì tôi nghĩ nó cũng dần gần giống cây Ultra này đấy. Còn màu vàng thì là đại diện cho anh rồng vàng Xbox 100 của Lightning. Đó là về phần hình thức, màu sắc. Thực sự là để mà nói ra thì nếu mà chúng ta đánh giá về nước sơn và độ đẹp, độ hoàn thiện về nước sơn bên ngoài thì luôn luôn Lightning là số 1 rồi. Hiện tại trên thế giới tôi chưa thấy cây vợt nào mà có thể có độ hoàn thiện về nước sơn đẹp như Lightning. Tất nhiên là Victor thì tôi nghĩ là không bằng. Rất đẹp. Anh em nào chơi Xbox 100 rồi thì không có lý do gì không biết cây vợt này là một cây vợt cao cấp và rất đẹp. Còn TKF 2024 cũng là một cây vợt cao cấp mới ra, nhưng mà để so sánh về nước sơn với Xbox 100 thì chúng ta chỉ cần nhìn qua thôi cũng đã thấy Xbox 100 có cái nước sơn rất tốt rồi. Mặc dù TKF 2024 có một cái nước sơn rất là tỉ mỉ, nhưng mà để so với cả nước sơn của Xbox 100 thì Xbox 100 tuyệt vời. Đấy là về phần nước sơn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ vào với phần số đo 3 vòng của hai cái em sản phẩm này. Chúng ta có hai cái vợt có cái chiều dài về số đo gần như là tương tự nhau anh em nhé. Xbox 100 cũng cho chúng ta cái cán cầm như vậy, và TKF Ultra 2024 cũng cho chúng ta cái chiều dài cán cầm như vậy. Anh em có thể nhìn thấy độ dài cán, độ dài thân và chiều dài mặt vợt tương tự nhau. Còn cái vành mặt vợt thì tí anh em chúng ta sẽ đánh giá sau, nhưng mà về cái chiều dài của cán cầm, thân vợt, mặt vợt tương tự nhau. Anh em thấy không? Đó. Thì hiện tại chúng ta nếu mà có hai cái vợt này thì thường thường tôi sẽ so sánh những cái vợt có cái kiểu chơi giống nhau hoặc là cái hình dáng vợt giống nhau để mang ra đánh giá cho anh em. Thì hai cây vợt này có cái hình thức khá là tương đương, tức là số đo 3 vòng khá là tương đương. Tất nhiên là về tỷ lệ mặt vợt và các thứ thì có thể khác nhau, nhưng bây giờ chúng ta sẽ đánh giá về cái số đo 3 vòng. Có một cái điểm đặc biệt giữa đũa của hai cây vợt này thì hiện tại Xbox 100 cho chúng ta đũa là 6mm. Còn anh TKF 2024 Ultra là cho chúng ta đũa 5.8mm. Đũa 5.8 và đũa 6mm thì rõ ràng là những cái cây đũa rất nhỏ rồi. Như hôm tôi cũng đã nói là đũa 6 rất nhỏ và đũa 5.8 thì còn nhỏ hơn nữa. Nên là đũa 5.8 và đũa 6, tuy rằng nó chỉ có một xíu thôi, nhưng cái đũa nhìn ra ngay đó là cái TKF của cái đũa rất nhỏ. Nhìn thanh thoát, đỡ cản hơn đấy, nhưng mà tôi nghĩ là cứng. Mà rõ ràng là cứng rồi. Hôm trước tôi có chơi rồi mà. Đấy là những cái điểm nhận định ở bên ngoài. Tất nhiên là có một số các cái mà về khác biệt của hãng, đó là ở phần chóp cầm, cây Xbox 100 nó gần giống với cả là Yonex EVK Plus. Còn cây TKF Ultra 2024 thì sở hữu cho mình cái cán cầm nhựa. À đây, có một chút về cái đế. Hiện tại đế của Lightning thì là màu đỏ, còn đế của Victor là đế mới, màu xanh, nhìn đẹp hơn. Bây giờ là vào phần tỷ lệ mặt vợt. Chúng ta có thể đo ngay cái tỷ lệ mặt vợt ở đây, anh em chúng ta sẽ cùng nhìn này. Hai cây vợt cho chúng ta cái tỷ lệ mặt vợt tương đối giống nhau.
cho cái mặt vợt tương đối giống nhau nhé, tương đối giống nhau. Tất nhiên là cái iPhone 100 chúng ta có sản phẩm bo tròn từ trên xuống dưới, bo tròn trên toàn bộ sản phẩm vợt. Một cái vợt thiên công thường thường sẽ bo tròn như vậy. Còn TKF chúng ta có phần bo tròn ở dưới, nhưng lên trên có tỷ lệ vát. Ở đây là không phải là vát kim cương mà là vát vành, hơi nhọn lên một tí để giúp đỡ cái lực cản không khí cho những cái va pha vào cầu nhanh hơn. Thì iPhone 100 luôn đại diện cho một sản phẩm vợt thiên tấn công. Chúng ta có hai sản phẩm vợt, đó là iPhone 100 và TKF 2024 Ultra. Thì iPhone 100 luôn luôn đại diện cho một cây vợt tấn công từ đầu đến cuối rồi. Rõ ràng cây vợt này tôi đã đánh giá là một cây vợt tấn công rồi. Còn TKF sẽ toàn diện hơn, nhưng luôn luôn ở trong tay những tay vợt có lối đánh tấn công, đặc biệt như Mohamed Hassan. Hay mà. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đi so sánh cái thông số của hai sản phẩm vượt này khi đã có dây. Tất nhiên là tôi vẫn để cả cốt nhé, khi đã có dây, xem thông số như thế nào và tối nay chúng ta ra sân. Hiện tại hai cây vượt đều được căng 65T với mức căng 11.8. Ra sân xem sẽ như thế nào. Bây giờ chúng ta cùng đo em nó. iPhone 100, một cây vượt thiên công cho chúng ta cái điểm swing khi có dây 93. Quá cầm luôn. Trọng lượng của cây vượt thì đo sau, bây giờ tôi bật máy. Bây giờ chúng ta sẽ tới điểm cân bằng. Điểm cân bằng quá cao. Khi có dây vào thì điểm cân bằng của cây này khỏi nói rồi. Phải tới khoảng tầm, tất nhiên là có cuốn cán vào thì nó sẽ khác nha anh em nha, nhưng mà khoảng tầm 310 tới 313 đấy. 313 cái điểm cân bằng đấy. Còn trọng lượng, đây là một cây vợt 4U anh em nhé, 87. Có cuốn cán là tôi nghĩ khoảng tầm 90. TKF Ultra 2024 Swing rõ ràng chắc nhẹ, nhẹ hơn, bởi vì hôm trước tôi đo là nhẹ hơn rồi, 89.5. 89.5 có thể những pha lên 90. Thua anh kia 3 điểm swing, nhưng điểm cân bằng thì thấp hơn nhiều đấy. Khoảng tầm 209 xuống đi. Khoảng tầm 296 cho tới 297mm thôi. Nhưng có một điểm đặc biệt nhé, đó là trọng lượng cây vợt này. Lên đến khoảng chưa cuốn cán khoảng 91, có cuốn cán vào khoảng tầm 92-93 này. Vậy thì có thể đánh giá được hai sản phẩm này. Đây là một cây vợt có trọng lượng nhẹ hơn so với cả TKF. iPhone 100 có trọng lượng nhẹ hơn so với TKF, nhưng cho chúng ta cái điểm swing cao hơn bởi vì là một cây vợt tấn công, điểm cân bằng cao hơn, đầm đầu. Đấy thì chúng ta sẽ mượn lực một cách dễ hơn, đó là khi mà chúng ta cầm cây iPhone 100 này, chúng ta có thể mượn lực vào vai rất là dễ, cái cổ tay của chúng ta có thể nhẹ nhàng hơn. Nhưng đối với cả TKF, khi chúng ta chơi thì chắc chắn chúng ta sẽ phải dùng lực vai và cổ tay để vít đường cầu xuống. Chứ nếu cây vợt này có cái trọng lượng khá nặng rồi, chúng ta mượn được bằng lực rồi, nhưng đũa cứng, đầu nhẹ, chúng ta muốn cắm thì phải dùng lực cổ tay. Thế vậy thì tối nay chúng ta sẽ đi ra chơi hai cây vợt này, thử hai cây vợt này và đánh hai cây vợt này với những đối thủ, xem là tôi sẽ chấm điểm hai em nó ở mức bao nhiêu nhé. Anh em cùng ra sân với tôi.
Vâng, vậy là một buổi tối anh em chúng ta đã ra sân với cả hai sản phẩm được gọi là siêu nét này. Đó là TKF Ultra 2024 và cây iPhone 100 của Lightning. Hai phiên bản này đều là vượt 4U và đều được tôi căng dây 65T 11.8. Sau khi chơi hai sản phẩm này thì nếu mà để tôi về cảm giác thích thú thì tôi sẽ thích cây TKF Ultra hơn. Bởi vì cây vượt cho tôi cái độ linh hoạt nhiều hơn. Lối đánh của tôi cũng không phải là thiên công quá nhiều nên là thích tì đè với cả phong và kiểu bắt cầu nhanh, tì đè nhanh trên lưới, tì đẩy thì thích cây này hơn. Nhưng mà về điểm số tấn công ấy thì iPhone 100 lại cho mình cái cảm giác công nó chắc tay hơn, lực hơn. Nghĩa là đường cầu xuống nó có lực rất nhiều. TKF Ultra thì chỉ cho mình cái đường vung nhanh thôi, những quả đập bằng cổ tay thì nó sẽ hiệu quả. Đấy là cái mà cảm nhận của mình với hai sản phẩm này. Mình thích cái lối đánh của mình phù hợp hơn với cả cây Ultra này. Còn những anh em nào mà thích tấn công nhiều ấy, tay mạnh ấy, đủ mạnh ấy, nghĩa là những người chơi đủ lâu rồi ấy, tất nhiên là những hai sản phẩm này không phải dành cho những người mới chơi nhá, phải những người chơi tốt. Ai mà thích tấn công, chơi tốt rồi, tấn công đầm chắc tay, iPhone 100 quá tuyệt luôn. Bây giờ thì mình sẽ đưa về điểm số cho hai cây này. Đầu tiên là về phần tấn công thì TKF không được đánh giá cao lắm, mình chấm 8.5. iPhone 100 khỏi nói, 9.5. Về phòng thủ phản tạt thì đây là một cái lối đánh thích, mình thích thú và rất thích. Đặc biệt là TKF mang lại cho mình cái lối đánh phòng thủ phản tạt khá ổn. Tì đè hay là lên lưới bắt cầu, thân vợt chắc, không quá cứng, đầu không quá nặng, đẩy lưới rất thích. Cây này mình chấm về điểm số phòng thủ phản tạt thì cũng như mình đã chấm rồi là 9.10. Còn iPhone 100, một cây vợt thiên công, rõ ràng không phải là thế mạnh phòng thủ phản tạt hay tì đè. Mình thủ hất hay là thủ vung thì dễ, chứ còn mà tì đè trên lưới thì nó có vẻ hơi nặng. Đặc biệt là cái đầu và độ cứng của nó, cái đầu hơi nặng quá nên là phòng thủ và phản tạt không được sướng. Cây này ai chơi đơn rất ngon, đơn thì tốt. Mình chấm phòng thủ phản tạt của iPhone 100 là 8.10. Trái tay và phong cầu, hai cây vợt đều là hai cây vợt cho chúng ta điểm trái tay và phong cầu rất tốt, mượn lực dễ dàng này, đầm đầu này, lăng dễ này. Tất nhiên là cái quả trái tay của tôi thì khá hoàn thiện và quả phong cầu của tôi khá ổn nên là cây nào tôi cũng cảm thấy rất ok. Tôi chấm cả hai cây này đều cho tôi cái điểm phong cầu cũng như trái tay là 9.10. Vâng, hôm nay là sự so sánh của tôi giữa iPhone 100 và TKF Ultra 2024. Không biết anh em đã chơi một trong hai cây vợt này chưa? Nếu chơi rồi thì hãy để lại bình luận ở phía bên dưới, chúng ta cùng trao đổi nhé. Còn đại diện phía tôi là tôi vẫn kết em Ultra 2024 này hơn. Anh em nếu thấy hay hãy chia sẻ cho mọi người biết. Nhớ like, subscribe YouTube của EVSHOP, đón chờ những clip khác tới từ chúng tôi. Bye bye. Mệt quá rồi, bây giờ tôi phải đi thay áo này, mệt lắm rồi.